khi chọn cửa đi hay cửa sổ bạn nên chọn hình ảnh cây cảnh này có đế dầu, nhưng loại hình ảnh thực vật này của chồng sao bất khả chiến bại, trước tiên chúng ta hãy xem cấu trúc của nó. Bởi vì nhiều khách hàng dựa vào ngoại hình. Đó là sự giải cấu trúc của chính sản phẩm. Vậy sơ đồ cây đế dầu là như thế này, khi mở nắp ra sẽ biết. Có 3 ốc vít trên đó. Ngoài ra còn có 3 ốc vít bên dưới và nó có một số lượng nhất định của một nhà tù như vậy những người BB chúng tôi phải là sân chơi BB. Một trong những sự ổn định của anh ấy là Lê Hao. Sau đó thông qua một ốc vít như thế này. Để kết nối ba ốc vít ở trên. Ngoài ra còn có ba ốc vít bên dưới. Để ổn định thông tin khác nhau này, như vậy nói một cách tương đối. Ngón tay cơ bản. Sự ổn định của anh ấy chắc chắn sẽ tốt hơn. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào điều này một lần nữa. Hệ thống của chúng tôi cũng không có đế và ngón tay. Thực ra từ khi anh ấy dạy tôi cách làm thì anh ấy cũng đã làm từ đầu đến cuối. Chỉ là chiếc khăn màu tím ở đế và đường may màu tím được làm bằng. Vì vậy chúng ta khám phá từ vẻ bề ngoài và tận dụng nó. Và cũng giống như kiểu gây quỹ này, giới trẻ thường bị chỉ trích vì sự khắc khe của mình. Ý thức thiết kế của anh ấy tốt hơn và đơn giản hơn vậy thực chất anh ta có khuyết điểm khi chúng tôi mở nó ra có vẻ như anh ấy chỉ có một thư viện định vị như thế này con ốc này cũng có chỗ ngồi mới có thư viện định vị như vậy để có thêm chỗ ngồi để khắc phục trận chiến sáng tạo ở đây vì vậy để đạt được sự thịnh vượng ở đất nước này ông thực sự có yêu cầu cao hơn về sản xuất và cung ứng đối với yêu cầu chính xác an ủi của mình vì vậy tốt nhất là nên có những người có ý thức chung và loại thiết bị trung tâm gia công này sẽ tốt hơn nếu làm điều đó rốt cuộc nó chỉ có ba cái lỗ như thế này thôi chúng ta cần đưa ra chẩn đoán ba lỗ này như một triệu chứng của vở kịch việc lập nút giao để giải quyết rào cản như vậy để mở rào chắn bởi vì cửa ra vào và cửa sổ của chúng ta không phải để mở và đóng một lần Thông thường một sáng tạo phải mất hơn 10 năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy chúng ta cần phải có điều này hàng chục ngàn lần. Nói chung, các sự kiện công việc đều cần có sự mở đầu như thế này. Loại hành động này, loại nhận dạng này của chúng ta sẽ sự kiện định kỳ, hãy đến để kiểm tra lần cuối. Một cái như vậy. Khả năng lừa dối. Các bạn nói gì, nói một cách tương đối vì sự kiểm soát này khoảng cách càng nhỏ rồi cái vip của mình như thế này cũng nhiều hơn hút thêm một chút một trong những của anh ấy giai đoạn sau dễ dàng hơn tạo ra một loại lỏng lẻo đặc biệt là một số thiết bị sản xuất kém hoặc những người có kỹ năng kém chỉ là một trong những độ chính xác của nó không thể thỏa mãn nó yêu cầu rất tiết kiệm rồi một ngón tay như vậy sau này nó phải rất dễ dàng để nới lỏng về dây bạn sau của bạn, hãy cứ thư giãn và một khi nó lỏng lẻo, lỏng lẻo, lỏng lẻo thật khó để bạn hay đổi một lần thật vô ích khi chỉ ngón tay của bạn. Một khi lỏng lẻo, bạn có thể thực hành điều này sao? Rắc rối lắm, trừ phi tính cả người và bao bọc kép chỉ khi đó chúng ta mới có thể có được một cái như thế này. Vì thế nói chung, sạc cấu hình cao Tùy chọn với bàn tay vô cơ này, vậy loại này Giống như bộ sạc cơ bản thế thì chúng ta như thế này điều này trông như thế nào khi sạc thực tế đây là bàn tay làm bằng dầu chúng ta có thể xem qua cái này được làm bằng gốc dầu thế thì đây là cái này chúng tôi thực sự đã làm điều đó cho uji cái gọi là rồi một trong những cái nhìn của anh ấy chắc chắn là tương đối mà nói tốt hơn nghiên cứu và phục vụ cao hơn phù hợp với tình hình hiện tại cơ sở tối giản tiêu chuẩn tổng thể về minh bạch người bán buôn giúp bạn chọn nơi ẩn náu tốt giả vờ trốn tránh